Cận cảnh chiếc SUV bán tải Ford Ranger Raptor 2022 sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam với thiết kế ngoại hình hầm hố, bề thế nhưng hiện đại và thời thượng được trang bị động cơ V6. Bên cạnh những phiên bản oai trách, XLS hay XLT đã hoàn tất thủ tục đăng kiểm tại Việt Nam, thì bây giờ trên trang chủ của Ford Việt Nam cũng hé lộ thông tin về phiên bản Ranger Raptor 2022 hoàn toàn mới, sử dụng động cơ xăng V6 3.0L EcoBoost nhiều khả năng, phiên bản Forerunner Raptor 2022 cũng sẽ được trình làng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới cùng 9 phiên bản thường còn lại. Về thiết kế, bán tải Forerunner Raptor 2022 vẫn giữ những đường nét thiết kế, vóc dáng tương tự như Ranger 2022, chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ nhưng lại mang tới cái nhìn mạnh mẽ hơn cho một mẫu bán tải off-road như đèn pha Matrix LED chữ C mới, bao quanh là dài đèn LED định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt cỡ lớn, tích hợp chữ pho nằm ngang chính giữa. Cản va được thiết kế dành riêng cho phiên bản Raptor. Vòm bánh xe được làm rộng hơn, làm tăng vẻ cơ bắp và hầm hố của xe. Ngoài ra, ở đầu xe Ford Ranger Raptor 2022 còn có cả móc kéo ở hai góc đầu xe. Nắp capo tích hợp khe gió. Bệ bước chân được làm bằng nhôm chống trượt, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Mâm xe hợp kim 17 in sơn đen đi cùng bộ lốp địa hình B-Fudric cao 2 có kích thước T28 5 trên 70 giờ 17. Phía sau là đèn hậu LED, đi kèm thêm logo Raptor, như một đặc điểm nhận dạng cho phiên bản hiệu suất của dòng bán tải Ranger. Tiến vào phía bên trong khoang lái, Ford Ranger Raptor 2022 đã được hoàn thiện với tông màu đen, điểm đỏ, nhằm nhấn mạnh hơn tinh thần thể thao của xe. Xe vẫn được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng, kích thước 12 in đặt dọc, cùng hệ thống thông tin giải trí sinh 4A hỗ trợ kết nối Apple CARPLAY trên Android Auto không dây, ra lệnh bằng giọng nói. Sau vô lăng là màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,4 in. Ngoài ra, phiên bản Raptor 2022 cũng được trang bị loạt tiện nghi hiện đại, như hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, ghế trước chỉnh điện 10 hướng, hệ thống âm thanh 10 loa bang và áo sen, một ổ điện 12V, một ổ điện 230V và bốn cổng USB, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB về vận hành, Forang Raptor 2022 sẽ được trang bị khối động cơ v 3 0 lít EcoBoost, cho công suất tối đa 397 mã lực tại 5.650 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 583 Newton tại vòng tua từ 3.500 vòng trên phút. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 wd và hộp số tự động 10 cấp, đi cùng với 7 chế độ vượt địa hình khác nhau. Điều này sẽ càng thu hút hơn đối tượng khách hàng thích trải nghiệm sức mạnh và khả năng đi địa hình thần sầu mà Ranger Raptor 2022 mang lại. Bởi với thế hệ mới này, ông vua Offroad Raptor 2022 đã được tái phát triển với hệ thống treo tay đòn nhôm 2 lớp và giảm sóc Fox Live Van 2,5 in. Ở phía sau là hệ thống treo dạng lò so trụ với giảm sóc Fox Live Van 2,5 in và liên kết quát. Hành trình của hệ thống treo được tăng lên 290mm ở phía trước và 250mm ở đằng sau. Hiện tại, Foranger Raptor 2022 đã được ra mắt tại thị trường Thái Lan. Còn tại Việt Nam, Ranger 2022 vừa hoàn tất thủ tục đăng kiểm vào hồi cuối tháng 7 vừa qua với 9 phiên bản lắp ráp trong nước, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 10 tới. Giá bán dự kiến sẽ dao động từ 648 triệu đồng đến 985 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.